Xuất hiện con trai lớp nhà người ta chuẩn bị nguyên một thùng quà để tặng các bạn nữ nhân ngày 20 tháng 10. Như chúng ta đã biết thì ngày 20 tháng 10 chính là dịp để mọi người cùng nhau tôn vinh chị em phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là ngày lễ vô cùng đặc biệt với tất cả các bạn nữ vì họ luôn được dành tặng những điều tốt đẹp nhất từ phía những người khác giới. Mới đây, một lớp học đã làm nhiều người không khỏi ao ước khi để chuẩn bị cho ngày 20 tháng 10, các bạn nam trong lớp đã âm thầm chuẩn bị những món quà hết sức đáng yêu dành tặng cho những bạn nữ, khiến ai cũng thích thú và ấm lòng, mặc dù còn mấy ngày nữa thì mới đến ngày lễ này. Theo đó, các bạn nam đã rất chu đáo trang trí background là tấm bảng với dòng chữ "Chúc mừng ngày 20 tháng 10". Các bạn còn cẩn thận in nhiều tấm ảnh nhỏ của những bạn nữ trong lớp sau đó dán lên bảng nhằm tạo điểm nhấn. Điều bất ngờ hơn hết là một thùng quà siêu to khổng lồ với bên trong là vô số những con gấu bông nhỏ bé được các bạn âm thầm chuẩn bị sẵn. Khi mọi người đến đông đủ, những bạn nam trong lớp đã luân phiên nhau gọi tên các bạn nữ lần lượt lên nhận quà 20 tháng 10 của mình. Mặc dù món quà không quá to tát, không có giá trị cao vì các bạn chỉ đang là học sinh, thế nhưng quan trọng hơn hết là tấm lòng khi không những nhớ đến ngày của các bạn nữ mà các bạn nam ấy còn rất tinh tế và cẩn thận chuẩn bị nhiều món quà hết sức đáng yêu. Nhiều người xem xong bài đăng này cũng không khỏi ao ước rằng lớp mình cũng được như vậy. Đúng là con trai lớp nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng, còn nhìn lại lớp mình thì nghĩ nó chán gì đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.